Xin chào quý khán giả của chương trình Ngon và Lành. Quý vị thân mến, món chay hiện nay đã rất là phổ biến rồi và thực đơn chay thì được mọi người thực hành trong mâm cơm hàng ngày của mình cũng rất đa dạng với nhiều thành phần khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Tuyết đến từ câu lạc bộ ăn chay Hà Nội để xem là chị Tuyết sẽ chia sẻ chúng ta cái cách nấu món chay nào nhé. Xin chào chị Tuyết. Xin chào quý vị. Hôm nay tôi đại diện cho câu lạc bộ ăn chay Hà Nội sẽ giới thiệu với các anh chị một cái món ăn mà nó cũng rất là dễ chế biến và lại có nhiều dưỡng chất, tăng cái lượng protein và rất là cân bằng âm dương cho cơ thể. Đó là món phổ tai kho hạnh nhân và món hạt điều xào với cần tây. Tức là ở đây là mình sẽ có một cái món xào và một món kho, đúng không? Thì món kho với cái thực đơn mà ăn mặn thông thường thì chúng ta hay dùng nguyên liệu là thịt, cá. Đó, thế nhưng mà bây giờ thì mình đã được thay thế bằng những cái nguyên liệu chay. Cái món phổ tai kho hạnh nhân ấy, thì cái thành phần chủ đạo của nó là cái rong biển phổ tai. Đó, cái rong biển phổ tai đấy ạ. Và cái hạnh nhân thì cái hạnh nhân này là thay cho đạm của thịt cá. Thì cái món ăn này là một món ăn rất bổ dưỡng và lại kết hợp với cả những cái loại gia vị thuần tự nhiên nữa thì sẽ đảm bảo cái dưỡng chất của chúng ta trong cái bữa ăn hàng ngày ạ. Thì đây là hạnh nhân, hạt hạnh nhân sống và mình đã giã dập, tôi đã giã dập như thế này ạ. Vậy thì tại sao mình lại phải giã dập hạnh nhân mà lại không để nguyên cả hạt? Dạ vâng, nếu mà mình để nguyên cả hạt thì cái thời gian kho nó sẽ lâu và nó sẽ khó để mà nó ngấm các loại gia vị ạ. Một chút nghệ giã và một chút gừng. Đó, cái gia vị của nó thì sẽ có là cái bột canh ngưu bàng. Bột canh ngưu bàng thì có rất là nhiều loại khác nhau. Ở đây là tôi dùng cái loại mà thành phần của nó có những cái nguyên liệu rất là quý như là đông trùng hạ thảo, rồi là củ ngưu bàng, củ sen, củ cà rốt. Đó thì nó sẽ rất là bổ dưỡng và hoàn toàn là thuần tự nhiên, không có những cái chất hóa học ở trong này ạ. Đó, và một cái loại nữa để nêm vào cái món phổ tay kho hạnh nhân này là tương tamari. Thì cái tương này nó cũng là cái loại mà tương được ủ từ đậu nành kết hợp với muối trên 3 năm theo cái phương pháp Osawa của Nhật ấy, thì nó sẽ bổ sung cái lượng đạm rất là tốt và nó còn có một cái tính chất là thải độc cho cơ thể nữa. Dầu mè hay là dầu vừng thì nó cũng như nhau, nó chỉ cái tên gọi khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam thôi ạ. Cái loại dầu mè này cho cái món ăn này thì để cho nó ngon, nó ngậy hơn và nó bổ sung thêm cái canxi, bởi vì trong cái hạt vừng là rất là nhiều canxi ạ. Vâng, thế thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt tay luôn vào thực hiện hai món ăn này đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Phổ tai này khi mà nó khô nhá thì nó sẽ như thế này. Nên là mình khi mà kho ấy là mình sẽ phải ngâm lên, ngâm cho nó nở như thế này ạ. Thì đến lúc mà mình cho vào mình kho thì nó sẽ mềm ạ. Ở đây thì nếu mà nó là khô thì tôi thấy nó rất là giống mục nhĩ nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình ngâm lên thì nó lại có một cái độ nhớt giống như là cái tảo. Nó chính là tảo, nó chính là một loại tảo ạ. Nhưng mà cái tảo này thì nó rất là ngọt và nó được dùng nhiều trong nhiều món ăn, có thể thay cái vị ngọt của mì chính ấy chị. Và nó vị ngọt hoàn toàn là tự nhiên. Đấy, thì cái món tảo này là một loại rong biển thôi. Nhưng mà nó cứng hơn những cái loại rong biển khác, nhưng mà lại một cái khác biệt là nó rất là ngọt. Đấy. Tức là mình có phải ngâm lâu không? Dạ, mình chỉ cần ngâm 10-15 phút để cho nó nở ra như thế này là được ạ. Đây ạ, cái độ nở của nó như thế này là được. Mà nhìn nó mềm đúng không? Dạ vâng. Và cho vào kho thì nó sẽ rất là ngấm gia vị và nó mềm, nó ngon. Đó. Thế sau cùng với cái này là tôi sẽ ướp một chút nghệ. Nghệ thì nó có cái tính khử tanh rất là tốt. Tại vì cái phổ tai nó là một loại rong biển, thường rong biển khá là tanh. Thế nên là mình sẽ dùng nghệ, dùng gừng để cho nó tăng thêm cái vị thơm ngon của món ăn. Và đồng thời là nó khử tanh rất là tốt. Đó. Và đây là hạnh nhân. Thì mình cũng cho cả hạnh nhân vào đây luôn. Tức là cái hạnh nhân này thì nó sẽ có một cái độ bùi đúng không? Bùi nhất định, và cái rong biển thì cảm giác là nó sẽ hơi dai dai một chút. Đúng ạ. Và cái hạnh nhân này nó là bổ sung các loại hạt ý. Thì thường là cái lượng protein của nó rất là cao. Thì cái hạt hạnh nhân này nó hoàn toàn có thể thay thế cho các loại thịt cá mà chúng ta bổ sung cái chất đạm hàng ngày đó chị. Tức là nó thay đạm thực vật cho động vật đấy đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Sau khi mà đã trộn các cái loại nguyên liệu với nhau bao gồm phổ tai này, nghệ, gừng,
và hạnh nhân. Thì bây giờ tôi sẽ cho lên tôi đảo nó một chút. Tại vì là cái phổ tai này nó đã, cái phổ tai này là nó đã mặn sẵn rồi ấy, nên là quý vị phải rất là lưu ý để lát nữa trong cái quá trình mình nêm nếm ấy, mình không bị quá tay thì nó sẽ dễ bị mặn. Bởi vì bản chất những cái loại này nó là ở đáy biển nên là nó đã có sẵn vị muối ở đây rồi ạ. Tôi sẽ chỉ nêm một chút muối hồng thôi ạ. Còn tương tamari và dầu mè thì khi nào mà gần được thì mới cho vào cái món này xong. Tôi có cho một ít muối hồng nhá. Đây là muối hồng Himalaya. Đấy, tôi dùng hoàn toàn là những cái loại gia vị tự nhiên, không có qua tinh luyện, thì cái đấy nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình ạ. Và muối là cái loại mà nó rất là làm cho dương hóa cơ thể. Đấy, cũng như là cái tương tamari kia cũng thế, nó rất là dương hóa cơ thể. Và nó cái món phổ tai kho hạnh nhân này thì nó có một cái ưu điểm là nó rất là thơm ngon, nó hợp với ăn cơm. Và nó có cái khi mà kết hợp các nguyên liệu này với nhau ấy, nó có cái tính thải kim loại nặng ở trong cơ thể và đào thải những cái chất lắng cặn của đường muối ấy. Đó. Và tôi thấy ở đây là khi mà cho vào cái chảo này thì chị cũng không cho một chút dầu nào đâu đúng không? Mình có thể đúng làm rồi. Tiếp. Cái dầu mè mình sẽ cho vào sau. Tại vì trong cái chế biến mà để nó tốt cho sức khỏe ấy, thì một cái nguyên tắc mà mọi người nên nhớ ấy, là mình không nên để cho dầu ăn ở nhiệt độ cao. Mà nhất là dầu mè thì nó có thể nó sinh ra độc tố ấy. Thì thường là tôi các cái món xào nấu ấy, khi nào mà thức ăn gần được là tôi mới cho dầu. Còn ví dụ như là ban đầu là mình có thể cho thêm chút nước, mình đậy vung vào để cho nó chín cái hạt ạ. Cho nó chín cái hạt hạnh nhân. Sau khoảng tầm 10-15 phút là nó có thể chín được cái hạt hạnh nhân rồi. Tùy vào cái số lượng mình kho nhiều hay kho ít. Nếu như mình kho nhiều hơn thì cái thời gian nó sẽ phải lâu hơn. Còn nếu như mà mình kho cái lượng mà ít ít như thế này để ăn 1-2 bữa thôi ấy, thì chỉ khoảng tầm 15 phút là nó có thể chín rồi. Bởi vì cái hạt này là mình cũng đã giã dập nó ra rồi ạ. Nên nó rất là nhanh chín. Thậm chí là những cái hạt này mình hoàn toàn cũng có thể ăn sống được luôn ạ. Tức là đây là hạt hạnh nhân sống. Dạ vâng, hạt hạnh nhân này là mới chỉ được sấy qua thôi. Để bảo quản thôi chứ chưa được rang chín. Nhưng mà các cái loại hạt này thì mình đều có thể ăn sống được. Tùy theo cái khẩu vị của mình thôi chứ nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe mà. Thậm chí là nó sẽ giữ được cái enzyme rất là tốt ạ. Còn cái phần dầu thì mình cũng chưa cho vào ngay đâu đúng không? Đúng rồi ạ. Các cái món kho này thì thường là dầu ăn mình cũng nên cho vào sau. Mà nhất là dầu mè. Dầu mè thì mình chỉ nên cho vào khi mà thức ăn đã chín, hoặc là mình có thể trộn salad, hoặc là trộn để có thể ăn luôn ấy ạ. Dầu mè mình không nên đun ở trong cái nhiệt độ cao, và cũng không nên đun lâu thì nó sẽ bị giảm bớt cái dưỡng chất của trong cái hạt mè ấy ạ. Bây giờ khi mà cái món phổ tai kho hạnh nhân này các nguyên liệu của nó đã chín rồi thì tôi sẽ nêm thêm cái tương tamari và dầu mè. Dầu mè đúng không? Vâng ạ. Đây là dầu mè. Tùy vào cái lượng nguyên liệu của mình ít hay nhiều, cái chỗ này thì nó cũng không nhiều nguyên liệu. Tôi chỉ cho một thìa thôi ạ. Cho một thìa dầu mè. Và khoảng 1/3 thìa tương tamari thôi, bởi vì là cái tamari này nó khá là mặn. Nó mặn hơn các loại nước mắm mà mọi người hay dùng. Thế, mấy hơn nữa là cái phổ tai nó cũng đã có vị mặn sẵn rồi. Nên tôi chỉ cho khoảng 1/3 thìa ăn cơm tương tamari. Xong rồi là mình đảo đều nó lên để cho nó ngấm hoàn toàn vào các cái nguyên liệu này. Đó. Cái món phổ tai kho này á, thì cái thành phẩm của nó sẽ hơi gọi là nó vừa đủ để ráo nước đi là vừa. Chứ mình không nên để khô quá và mình cũng không nên để ướt quá. Để ướt quá nó sẽ không ngon và nó sẽ có cái nhớt. Nó sẽ có cái nhớt. Tôi thấy là trong quá trình kho thì là mình để lửa vừa và cái thời gian kho cũng rất là nhanh đúng không? Đúng rồi ạ. Bởi vì các cái nguyên liệu này nó cũng nhanh chín. Phổ tai này ngoài ra mình có thể mình cho vào nấu canh, thì khi mà nấu canh gần được thì mình mới thả cái phổ tai và các loại rong biển nó đều rất là nhanh chín chị Hồng ạ. Thì món này bây giờ là
nó đã bắt đầu, mình thấy nó có tiếng xèo xèo rồi đấy chị, là nước nó đã cạn rồi đấy ạ. Thì mình sẽ tắt bếp là vừa, nó sẽ không bị khô quá và đồng thời là nó cũng không bị ướt quá. Đó. Thế nên là bây giờ như thế này là mình cho ra đĩa thôi là được ạ. Còn bây giờ là mình sẽ thực hiện cái món hạt điều xào với cần tây ạ. Thì cái thành phần của nó, thành phần chính nó là hạt điều tươi và cần tây. Ngoài ra thì mình cho thêm những cái thứ khác như là cà rốt này, rồi đây là tôi có dùng thêm mộc nhĩ. Ngoài ra mọi người cũng có thể dùng những cái nguyên liệu rau củ quả khác mà mọi người thích hoặc là có sẵn trong nhà. Cái gì mà nguyên tắc là nó lâu chín hơn thì mình sẽ cho vào trước, còn cái gì nó mau chín thì mình cho vào sau. Thì bây giờ là tôi sẽ cho hạt điều vào trước ạ. Sau đấy là mình sẽ cho mộc nhĩ, rồi cho cà rốt, và cuối cùng khi gần được thì mình mới cho cái cần tây vào ạ. Chưa cho dầu ăn vội, tôi cho một chút nước, xong rồi lát nữa sẽ cho dầu ăn sau. Là như chị Tuyết chia sẻ thì mình sẽ thay đổi một chút cái thói quen nấu nướng hàng ngày để cho nó tốt cho sức khỏe hơn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Khi là mọi người có thói quen là cứ bắc chảo lên, bắc nồi lên cái là cho dầu ăn vào đúng ạ. Nhiệt độ cao nó cháy lên, nó khi nó bùng lên như thế nên nó dễ bị sinh ra độc tố đấy, nó không tốt cho sức khỏe hơn. Nó chín cái hạt và bây giờ mình có thể nêm một chút muối hồng. Khi mà cái hạt là điều bây giờ nó tái tái rồi thì mình bắt đầu cho mộc nhĩ vào. Thì mộc nhĩ nó cũng khá là lâu chín, cảm thấy nó khô thì mình sẽ cho thêm một chút nước. Xong đấy lát nữa khi mà cho đủ các loại nguyên liệu rồi thì mình mới cho dầu ăn sau. Khi mà mộc nhĩ nó sắp được là tôi cho cà rốt ạ. Và các món xào ấy thì luôn nên cho thêm chút nước để cho cái nguyên liệu nó chín đều và nó giữ được cái màu đẹp nữa. Món xào ở đây là chị Tuyết cũng chuẩn bị và mình kết hợp rất là nhiều cái màu sắc khác nhau. Bây giờ tôi sẽ cho một chút bột canh ngưu bàng. Thành phần chính nó là củ ngưu bàng, củ sen, muối hầm. Và nó có cả cái thành phần đông trùng hạ thảo từ nấm nữa. Rất là bổ dưỡng. Thực ra thì món xào thì mình cũng sẽ phải đảm bảo là nó chín tới thôi đúng không? Không bị nhừ quá. Đúng rồi ạ. Và cuối cùng là bây giờ mình sẽ cho cái cần tây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho dầu ăn. Vâng, đây là cái khâu cuối cùng đấy. Vâng, tôi ưu tiên dùng dầu mè. Hoặc là nếu không có thì mọi người có thể dùng cái dầu lạc ép nguyên chất ấy. Hoặc là dầu hướng dương, hoặc dầu ô liu. Đó là những cái loại dầu mà nó khá là lành. Và cuối cùng nữa là cho thêm một chút tamari ạ. Bao giờ tôi cũng cho tamari sau cùng để cho nó giữ được cái dưỡng chất của tương tamari. Tương tamari này thì nó bổ sung lượng đạm rất là cao. Một là tắt bếp mình cho, hoặc là khi thức ăn chín rồi mình cho tương vào thì mình chỉ để cái thời gian rất là ngắn thôi. Vâng, rất là cảm ơn chị Tuyết ngày hôm nay đã hướng dẫn các khán giả của chương trình Ngon và Lành. Cái cách chế biến thì mình để ý một chút, thay đổi một chút trong cái cách làm, cái trình tự làm đúng không chị? Đúng thì rồi. Nó sẽ đảm bảo cho mình các cái dưỡng chất từ món ăn, từ nguyên liệu này, rồi là cái cách làm, cách chế biến thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cảm ơn chị Ngọc rất nhiều. Cảm ơn. Chương trình Ngon và Lành cũng xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. We'll be right back.